Bên họ có hit, bên họ một năm cầm hit. Hit Binwan Pan và Babylon. Bên mình pho Minwan AC Greg. Như vậy là quân cũng cân thôi. Không có chênh lệch gì quá nhiều cả. Một năm cầm hit à? Tễu cầm hit à? Tễu lại cầm hit không ạ? Như vậy là được. Đây là mảnh máy của Greg Hoàng Phi Thường. Tiểu với Long Phone Lesian lòi ra đầu cánh. Minwan trong cánh nằm trâu sâu phía trong là Dương Còi. AC, AC đầu cánh của Truy Mạnh. Bài Truy Mạnh đã có đôi voi rồi. Và Truy Mạnh sẽ một trận thi đấu mà đánh cung ở đầu cánh. Trong các cầu thủ mà đánh cung đầu cánh ở Việt Nam hiện nay thì tôi vẫn đánh giá cao nhất là Hồng Anh. Hồng Anh có những trận thi đấu đánh cầm cung đầu cánh giữ tham tốt, giữ dân cũng tốt, và đỡ nhà và thủ nhà cũng tốt, chống chém tốt. Và liệu trận thi đấu này Truy Mạnh có thi đấu được tốt hay không khi mà đã có 4 voi. Chuyển sang mảnh máy của game thủ khác, game thủ màu 4 Hoàng Phi, có lẽ Hoàng Phi Thường sẽ dâng L lên thôi. Quay trở lại trận đấu mảnh máy của Minwan. Dương Còi đánh 26 dân rồi. Một trận thi đấu mà Dương Còi xong dân lỗi thì phải. Có một bãi vàng trong hốc. Thế nhà hơi rộng. Như vậy bên phía đội bạn Baby dâng Nga thì phải. Thông tin đến từ Hoàng, đến từ vô thường, Hoàng Phi Thường. Thì Baby dò 10% khả năng dâng ca là cao. Greg dâng L lên. Truy Mạnh AC nào. 5 voi á. Nhiều voi vậy.
BM. Chuyển sang mảnh máy của nguyên thủ Greg. Kích đời. Một bài kích ở 10 hex với 25 dân của Greg. Làm con giò cho anh, nâng công giáp. Làm cái công. Và sẽ có giáp luôn thôi. Ra thiết kế bẫy vàng. Nâng giáp không anh? Vô thường nâng cái giáp. Rồi giáp luôn. Thiết kế bẫy vàng. Vẫn chưa thấy nhà nào cả. Máy máy của Tiểu Bạch Long nào. Phunesia 26 dân. Đánh chém. Gặp nhà màu 6. Đẹp dai cân 2. Thế là game thủ Tiểu Bàn Thầu. Tiểu Bàn Thầu cầm gì nhỉ? Dường như là Pan. Quay sang Vô Thường. Vô Thường vẫn chưa thấy nhà ông nào cả. À đây là nhà màu 7. Ok nó ghen đấy. Ê, tươi. Như vậy là không mất con giò. Gặp màu 7 à, màu 7 cầm gì đây? Cầm Minoan thì phải. Có phải cầm Minoan không? Chuyển sang máy của Minoan là Minoan 27 trên 28 vẫn còn nguyên. AC. Chuyển sang máy của Vô Thường nào. Vẫn kịp 7E. Rồi bơm cho Minoan 100 vàng để Minoan mở cho con A một váy trước. Và cũng như là nâng cấp cũng hai váy. Có đi ruộng không anh? Quay sang đi ruộng. Quay lại Tiểu Bạch Long nào. Ba mươi hai trên 52. Cánh phía bên này thì vẫn đang cân thôi. Phunesian quay lại với coi nào. Bé rất nhanh. Bây giờ thì phải nhanh chóng quay chỗ này lại. Hai em nữa. Ôi, con tê rồi. Xong tạm những con cùng ngào một váy ra trước đã. Tên này thì vẫn thủ được thôi, vẫn có thể thủ được. Rồi quay sang game thủ Greg. 31 trên 48. Quay lại về game thủ AC. 18 dâng A lên này. Dâng A khá cao đến từ Hoàng Mơ Nhi. Có điều AC có đuổi theo cung của game thủ 18 không? Tiểu Bạch Long 32. Vô Thường Greg thao này 33. Đang chém nhau 18. Game 18 một bài dâng A lên. Quay sang Dương nào. Dương 38 trên 80. Nâng cấp qua hai áo rồi. Bây giờ thì đóng S luôn không? Đóng S luôn đây ăn. Quay lại với cả game thủ nào đây? Game thủ Greg. Bãi ăn hoang này. Bãi ăn hoang nhà 18 này. Vũ thân luôn nhà 18. Vũ thường đang ôm bom nhà 18. Khi 18 bài dâng A thôi. Tiểu Bạch Long nào, 32 vẫn thong lai 3x. Dương còi 29 trên 80 à, bị dâng A. Có đỡ được không? Có. Nhà 5 đã có 2 tân công đờ cộng với lạc đà của màu 7. Ô mà nhà của Dương còi. Và Dương còi đã phải chạy nhà rồi. Giữ dân. Quay sang mảnh máy của nguyên thủ Greg. Truy mạnh là AC Lai 48 trên 56. Tham Lai gần Navic đang khỏe. AC cần phải đánh khỏe cho trận thi đấu này khi Minoan đã bị dâng A vào mồm. Còn các nhà chém thì vẫn chưa chắc gì nhiều cả.
quay sang mảnh máy của Tiểu Bạch Long anh ơi. Thằng này 33/44. Dường như mới chỉ chém được nhà màu 6 thôi. Màu 5 vẫn chưa bị làm hại nhiều. Quay lại mảnh máy của AC. Màu 7 này, Michael Noel. AC đang bị ốp. AC đang bị 3 thằng ốp. Cung R màu 5, lạc đà màu 7. Có ai cứu không? Úi ôi, lọt thế nào vào được đây nhỉ? Vẫn lọt được vào nhà. Bây giờ thì cố gắng giữ dân đi. Giữ dân. Có ai cứu không nhỉ? Tiểu Bình Long anh có sân cứu không? Tiểu Bình Long anh đang đỡ được phía bên này. Đang có gần 20 con lạc đà chạy sang. Bây giờ thì Vinoan đang có thời gian để hồi. Phải hồi thật nhanh. AC nào. AC tham hai vẫn 3x, gần 40 rồi. Cố gắng đi, đừng để mất tham, giữ dân nữa. Ý chạy dân. Một tay chạy dân, một tay chạy quân. Tiểu Bạch Long à, đang đi nhà ao của game thủ 18. Minoan, bây giờ Minoan à, hơi mạnh lên. Nở mạnh lên. Bắt đầu bung được BC ra rồi. Ăn được vàng. Quay lại AC nào. Bây giờ thì người quan trọng nhất về phía bên mình vẫn là AC. Phải câu tờ và câu được đam cơ. Quay lại Tiểu Bạch Long. Ê, Tiểu Bạch Long đây rồi. Một già một trẻ đang phối hợp với nhau. Tổng lại 32/44. Vẫn là game thủ 38/44 vẫn là game thủ Tiểu Bạch Long đây. Vô thường. Greg 23. Quay sang AC đi, xem AC đỡ nhà. Trời ơi, anh Tiểu Bạch Long ơi, chém được nhiều cung R màu 5 lắm. Màu 5 chết gần 10 con cung R. Hay quá. Màu 5 là tễu. Và tễu cầm hit. Quay sang với cả Minoan là Minoan hồi lên tham lai 4x rồi. Như vậy cũng được. Xong cả dân cả quân đều ra. Cung ngoài đang đứng thế lụt tụt từ bên trong để có thể thủ được. Phòng khi đội bạn ốp vào. 39/44, một trận chém tốt của Tiểu Bạch Long. Quay lại với AC nào, AC tham lai 37 đây. AC bị quần đầu cuối mà vẫn có tham lai 37. Giữ tham và không mất dân. Không mất nhiều dân lắm. Vẫn được khoảng gần 20 con cung R và khoảng 20 thằng dân. Như vậy là được rồi. Xoay tham lai nào. Một năm đang to nhất. Và tham lai đang có dấu hiệu đi xuống. Khi mà cung A Minoan đang đẩy được ra. Không biết là Hitty có lên 4 không nhỉ? Tôi vẫn lo ngại một thế trận mà Hitty lên 4. Xem nào. Greg đang quản lại nhà 17. Đảo qua một lượt Minoan 58/84. Liệu đẩy bằng này cung A đã đủ hay chưa? Như vậy là Hitty lên 4 xong. Và tỷ số là 0-3 trong trận đấu thứ 4. Chúng ta cùng đến với trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ 5. Thank you.